Xin kính chào quý vị đang xem chương trình Việt View Sức khỏe tâm lý, gia đình và cộng đồng của đài Lido Sài Gòn TV trên băng tần 56.7 và Galaxy 19 và cũng trên website của quý đài. Thì hôm nay Peter xin kính chào quý vị đã đến cùng chương trình ngày hôm nay tháng 2. Và hôm nay Peter được mời một vị khách quý đến để cùng chia sẻ với quý vị về một đề tài thật là nóng bỏng, nhưng mà nóng bỏng theo tính cách nghiêm túc và cần thiết. Thì chút xíu nữa Peter sẽ giải thích tại sao mà Peter nói như vậy. Thì lần đầu tiên xin mời bác sĩ có lời chào thưa quý vị. Dạ, cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị. Tôi tên là bác sĩ Clayton Châu. Năm mới gửi đến quý vị một lời chúc vạn sự như ý. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Thì hôm nay mình có một đề tài thật là quan trọng. Thì đề tài đó là tiếng Việt Nam mình kêu là tự sát tự tử. Và cái chuyện đó thì Peter làm trong nghề, bác sĩ cũng trong nghề, mình rất là quen thuộc. Nhưng mà đối với cộng đồng người Việt Nam hay là mọi người, con người, người thường nói chung thôi, mọi sắc tộc, thì đối với chuyện này là cũng là một đề tài nhiều người vẫn còn nhiều cái rất là sợ. Đúng. Hoặc là nhiều cái không hiểu. Đúng rồi. Thì chắc đầu tiên chắc mình nói về cái vấn đề là chắc nói về những cái thống kê đi. Yeah. Tại sao mình cần phải nói về cái chuyện này? Thì mình cần nói về những cái chuyện này tại vì thực ra khi mà mình không hiểu thì mình nghĩ là cái đề tài này nó rất là nhạy cảm. Yeah. Nhưng mà trên nước Mỹ của chúng ta cũng như là trên toàn thế giới, cái vấn đề tự sát đã tới một cái thời kỳ rất là nghiêm trọng. Thành ra mình nghĩ là trong cộng đồng chúng ta nên có những buổi hội thảo về cái vấn đề tự sát như vậy. Dạ vâng. Cả quốc tế nói riêng và nước Mỹ nói chung thì cái số người tự sát mỗi năm nó càng ngày nó càng gia tăng. Trong những cái thập niên gần đây, cái số tỷ lệ mà gia tăng từ năm 2000 tới 2018 là lên đến 45%, cái là cái số người mất. Đại khái là năm vừa rồi thì cái số người trên nước Mỹ đã mất vì tự sát là đã lên gần tới 45.000 người. Vâng. Thì cái số đó rất là cao. Và trong cái ngành mà tâm lý tâm thần học của chúng ta thì những người trong nghề như mình như vậy thì biết đó là một cái vấn đề là cần phải nói chuyện với cộng đồng, làm thế nào mà để mình hiểu được là cái vấn đề tự sát nó là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cộng đồng. Mình không có thể nào giấu giếm. Dạ. Tại vì mình đã có nhiều con em đã mất về cái vấn đề tự sát, thì mình cần phải cái sự có sự giúp đỡ cho gia đình và cũng như là giúp đỡ những người mà đang có ý nghĩ tự sát hoặc là đã có những cái mưu tính tự sát. Dạ. Thì mình phải làm như thế nào mà để mình hiểu được cái vấn đề này để mà mình giúp cho nhau. Dạ vâng. Dạ. Thì trước khi tiếp tục đó, thì Peter và bác sĩ muốn cho quý vị coi cho màn ảnh hai cái số phone quan trọng, và số phone này sẽ tiếp tục chiếu đi chiếu lại trong suốt quá trình cái chương trình của chúng tôi trong thì bây giờ quý vị chơi coi cho màn ảnh đó. Số phone đầu tiên là cái số phone gọi là National Suicide Prevention Lifeline, là số này là số quốc tế, số quốc gia chứ, là khắp nước Mỹ. Tức là quý vị gọi số này là quý vị là khắp nơi nước Mỹ thì mình có thể gọi được. Và cái số ở dưới là cái số Orange County Warm Line, và là cái số ở quận Cam mình mà thôi. Thì hai số đó đều có mục đích tương tự. Thì mời bác sĩ chia sẻ cái mục đích của cái số phone và mọi người có thể, yeah, khi gọi người ta có thể, yeah, có aspect gì. Yeah. Cảm ơn anh. Thì cái số đầu tiên là cái số quốc gia Mỹ, nó gọi là, hồi xưa thì gọi là đường dây nóng. Yeah. Nghĩa là khi nào mà người nào có ý định muốn tự sát, hoặc là gia đình trong lúc nguy cơ mà có phát hiện là con em mình có ý định tự sát, là người trong gia đình có ý định tự sát, thì mình có thể gọi cái số điện thoại này. Số điện thoại một lần nữa là 800-273-8255. Thì cái đường dây này họ sẽ đưa mình, thí dụ như mình lên, mình nói là mình ở chỗ nào, thì họ sẽ đưa tới một cái tổng trạm gần mình nhất để cho mình có cơ hội nói chuyện với những người đã được huấn luyện để giúp cho người ta qua những cái cơn nguy cơ như vậy bên đầu dây bên kia. Thì nếu như mình nói mình là mình cần những người có nói tiếng Việt được, thì họ sẽ có những nhân viên nói tiếng Việt. Nếu như mà những nhân viên nó đang bận với những đường dây khác, thì họ sẽ có một cái đường dây mà thông dịch cho mình để nói chuyện. Khi nào mà cái nhân viên mà nói được tiếng Việt Nam rảnh, thì họ sẽ bắt qua nói chuyện với mình. Thì đó là cái số điện thoại rất là quan trọng. Cái số điện thoại thứ hai, mình tạm gọi là Orange County Warm Line, hoặc là đường dây ấm. Thì cái đường dây này là chỉ được sử dụng trong quận Cam mà thôi. Cái số điện thoại đó là 877-910-9276.
0877910926. Thì chủ yếu là cái số điện thoại này thì không phải là 24/24, cái đường dây nhà nước thì là 24/24. Còn cái đường dây này là tôi biết là 4 giờ chiều thì họ sẽ bắt đầu cái đường dây ấm này tới 1 giờ sáng. Okay. Sẽ có triển vọng là trong vòng mấy tháng nữa thì cái đường dây này sẽ được hoạt động 24/24. Nhưng mà bây giờ là chỉ có sau giờ, coi như là sau giờ mà mấy cái clinic mở cửa đó. Thành ra khi mà mình cần nói chuyện với ai, mình không đến nỗi mà mình tới cái thời điểm mà mình muốn tự sát, nhưng mà mình buồn hoặc là mình có những câu hỏi gì thắc mắc thì mình có thể gọi vào cái đường dây ấm này thì có người sẽ trả lời. Và tôi biết là cái đường dây ấm này có nhân viên nói được tiếng Việt Nam sẽ tiếp xúc được với quý vị. Thì tôi nghĩ hai cái số điện thoại nó là rất rất quan trọng cho mình. Thì hy vọng quý vị có thể bỏ túi hoặc là mình để trên cái tủ lạnh của mình, mình dán lên trên tủ lạnh của mình để khi mà có khẩn cấp mình có thể giúp được cho chính mình có thể giúp được cho bà con của mình và mình cũng có thể giúp được cho những người hàng xóm và bạn bè. Ví dụ như là một người bạn nào đó gọi quý vị đang nói chuyện thì họ thú nhận với quý vị là họ chia sẻ với mình là họ có ý định muốn tự sát hoặc là họ có mưu tính tự sát, thì mình không cần nói gì nhiều. Có nhiều người hoảng sợ không biết làm như thế nào. Dạ, vâng. Thì cái đầu tiên mà quý vị nên làm là giới thiệu, đưa cái số điện thoại này cho họ để họ gọi. Và mình sẽ tiếp tục nói về cái những vấn đề mà mình có thể làm cho cho những người thân của mình nha. Nhưng mà trước hết thì muốn chia sẻ thêm một cái số mà nó gọi là statistic về cái vấn đề tự sát trên nước Mỹ của mình. Thì như hồi nãy tôi nói thì mỗi năm, trong những cái năm gần đây, mỗi năm ít nhất là khoảng 45.000 người Mỹ đã mất vì tự sát. Nhưng mà những cái case này, những cái trường hợp này là mình biết là họ tự sát. Có những cái trường hợp khác mà nhiều khi mình không biết là có phải là họ tự sát hay không. Ví dụ như họ mất vì accident, mà accident là tại vì họ uống rượu say quá. Thì mình không có hiểu là họ uống rượu say là tại vì họ bị depression, họ muốn tự sát. Tại nên họ uống rượu say rồi họ bị đụng xe, họ mất. Hoặc là họ cố tình họ gây ra một cái tai nạn nào đó, tình ra họ mất. Thì những cái số đó mình không có thống kê được, mình không có liệt vào cái số những người tự sát mà có cái mục đích rõ ràng như vậy. Mà cũng có thể là lý do, cũng có thể là lý do như vậy. Thì nếu mà tính như vậy thì cứ mỗi 12 phút, đây là cái số quan trọng nhất, cứ mỗi 12 phút trên nước Mỹ này có một người mất vì tự sát. Nghĩa là sau khi cái chương trình một tiếng đồng hồ của mình này thì ít nhất có 5 người đã chết trên nước Mỹ vì tự sát. Đó là cái thống kê rất là quan trọng. Và cái thống kê thứ hai nữa là cứ mỗi một người mất về cái vấn đề mà tự tử hay tự sát này á, thì là có 25 case mưu tính rồi. Nghĩa là có cứ một người đã mất thì đã có 25 người có mưu tính tự sát mà không thành công. Thì dĩ nhiên là good là họ không thành công. Thì cái số đó cho mình biết là năm vừa rồi 2018 thì có khoảng hơn 1.3 triệu người Mỹ, người công nhân Mỹ đã có mưu tính tự sát. Cái đó là cái thống kê rõ ràng của nhà nước. Thì quý vị biết như vậy là cái số nó rất là nhiều. Và cứ một trong bốn cái trường hợp mà người ta chết hoặc là người ta mưu tính tự sát thì một trong bốn người là một người thành công. Không phải thành công mà một người lớn tuổi. Một người lớn tuổi, dạ. Chúng ta sẽ nói tiếp khi mình trở lại. Dạ vâng. Phòng cái chương kế tiếp hả? Dạ, thì xin quý vị bác sĩ nhắc là chúng ta đừng dậy máy, tại vì chúng tôi còn sẽ tiếp tục cái đề tài này trong kế tiếp thì sau ít phút thông tin thương mại.